nhưng ai mua điểm ở Hòa Bình? Đó là câu hỏi lớn mà dư luận quan tâm lúc này, nhất là trong bối cảnh danh sách 64 thí sinh gian lận vẫn kín như bưng. Sáng qua, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo sở này xác nhận danh sách 64 thí sinh nói trên đã về tới Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình. Điều đang nói, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình kiên quyết từ chối không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan tới danh sách 64. Lý do mà vị lãnh đạo sở này đưa ra là tránh tổn thương đến các em. Phóng viên đã phản biện lại rằng, liệu có nhất thiết phải tránh tổn thương cho những thí sinh biết rõ mình được nâng điểm, biết bố mẹ mình dùng tiền mua điểm mà vẫn ung dung nhập học, tước đoạt suất học chính đáng của người khác, được nâng tới 9,25 đến 10 điểm cho một môn thi, thậm chí nâng tới 26,45 đến 30 điểm cho tổ hợp 3 môn, liệu có thí sinh nào hồn nhiên tới mức ngỡ rằng đó là điểm thật của mình, đó là sự đánh giá xứng đáng dành cho mình không? Dứt khoát kết quả điểm thi xuất chúng đẹp như mơ đó không thể và không phải là của họ. Đó chỉ có thể là kết quả của những hành vi mờ ám, gian lận, mua bán điểm số giữa cha mẹ họ và những kẻ thoái hóa, biến chất trong ngành giáo dục tỉnh Hòa Bình mà thôi. Chưa kể vào thời điểm này, họ đã 18-19 tuổi, có đầy đủ tư cách một công dân trưởng thành để tự chịu trách nhiệm về các hành vi của mình. Tuy nhiên, người đáng trách hơn và cần phải công khai danh tính chính là những bậc phụ huynh của các em. Họ là những ai ở tỉnh Hòa Bình? Liệu dân thường có đủ tiền và thông tin để mua điểm, hay là những ai khác? Nhìn sang bên kia bờ Đại Tây Dương. Đúng thời điểm này, nước Mỹ cũng đang rúng động về một vụ việc chạy điểm trị giá hàng chục triệu đô la vào các đại học danh giá, trong đó có Yale, Stanford. Đáng chú ý, có tới 33 phụ huynh bị buộc tội, họ đều là người giàu có, nổi tiếng và thành đạt. Cả kẻ mua và người bán đều phải hầu tòa, hứng chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Nêu chuyện này để thấy, với những vị phụ huynh mua điểm ở Hòa Bình, không thể nói họ không vi phạm pháp luật và vô can. Càng không thể nói, danh tính các vị phụ huynh này cần phải được giữ kín. Nhưng ai mua điểm ở Hòa Bình, rồi đây họ sẽ bị xử lý ra sao? Câu trả lời thuộc về các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình.